Thank you.
Em vui đứng lên đọc cái tiêu đề cho cô coi. Dạ, cô thì đi hồi sáng giờ là mình đọc cái mô hình cái kiểu là cái bộ đó là Stand Through This Road. Thì ở đây thì thứ nhất là bộ nó là một cái bộ lắp ráp robot, và cái bộ điều khiển của nó mình gọi tắt là chữ là ERB, là một cái bộ não thông minh và cho phép là nó thu thập là cái điều khiển động cơ và cái thu thập thông tin phản hồi từ những cảm biến bằng cái phần mềm là ghi dữ liệu và lập trình dựa trên cái công cụ là kéo thả lập trình RAP. Thì ở đây cái bộ cái những cái sản phẩm này nó làm bằng nhựa ABS rất an toàn. Thì cái bộ cái nhựa này là được kiểm định một cái cho thì cái bộ mỗi mặt cái bộ Hino thì nó có cái tuổi thọ nó rất là lâu và nó ít bị cái bị hao mòn. Thường đa số là những cái bộ sản phẩm mình khi mà xài một thời gian thì thầy thấy là ở trong cái hộp của mình á nó dễ bị ra tem, nhưng mà bộ sản phẩm này thì cô xài nó ít có không có cái ra tem giống như những cái bộ sản phẩm khác. Còn ở đây đây là một cái những cái thí dụ trường hợp trong một hộp của nó gồm có là 367 cái mảnh ghép. Thì ở đây thí dụ trường hợp là cái từ cái đây là cái bản cái chất tích của nó. Thì thí dụ trường hợp mình coi trong cái bộ sản phẩm này, nếu trường hợp mình mang cái năng lượng không biết thế đây. Thì em sẽ gửi cho các thầy cô xem. Thì cái phần lắp ráp mô hình á thì thầy cô sẽ sử dụng là cái phần mềm là Arduino Stem and Roll Curriculum. Thì cái phần mềm này thì mới lại có một số máy thì em mới vừa chỉ thầy cô là cài vô, thì thầy cô có thể về quan sát mà xem lại. Ở trong đây thì cái bộ Project Space Set là cái bộ sản phẩm mà mình hôm trước là mình đã làm là cái bộ này, cái bộ Omnishiman và cái bộ Architect. Thì trong đây khi mà thầy cô click vào trong đây thì nó sẽ có hai cái phần đó luôn thì mình chọn. Và cái hôm nay thì là mình sử dụng là cái bộ là E30 là cái Stem and Protis Pro. Thì mình khi mà mình click vô thì nó sẽ có nhiều cái mô hình trong đây. Rồi, khi mà thầy cô thấy, khi mà mình click vào cái bộ RAW á,
thì nó sẽ hiển thị ra đây là cái bảng của nó. Thứ nhất là cái STEM and Project Handbook, là cái đây là cái hướng dẫn về lý thuyết. Và thứ hai là cái lesson plan, là cái kế hoạch bài học. Và thứ ba là cái Kanban software menu. Có nghĩa đây là một cái hướng dẫn về cái sử dụng cái phần mềm lập trình của nó. Và đây là cái model, cái library, là cái thư viện cái những cái mô hình của nó. Đây là cái phần mềm đó, mới nãy em có cài máy. Em mới lại chỉ cho các cô là một số máy đi trước á, là sẽ cài phần mềm này về mình có thể mình tìm hiểu thêm. Thì cô thí dụ trường hợp mình lấy đây. Đây là số lượng cái những cái bài của nó. Thí dụ trường hợp mình lấy vô đây. Đây là cái file tiếng Anh. Nhưng mà cái file tiếng Anh này bên em cũng đã dịch rồi luôn. Thầy cô chọn vô một cái bài thì nó sẽ có hai phần. Một cái phần là building instruction,
là có nghĩa là cái nó sẽ hướng dẫn là một cái file PDF, và thứ hai nữa là cái 3D là instruction, thì ở đây là cái mô hình 3D. Giống như là mỗi bữa giống như thầy cô vậy, từng bước lít vào để xem. Giờ thầy cô quan sát là đây là cái mạch điều khiển chính của cái con robot. Thầy cô quan sát, thầy cô bây giờ cái mô hình xe của mình á, thầy cô quan sát lại. Ở đây, đây là cái nút điều khiển động cơ, nó sẽ gồm có 3 nút này. Tại cái cổng A, B, C là nó quy định đây là cái cổng để cho động cơ nó điều khiển động cơ. Là nếu trường hợp mà thầy cô gắn cái cảm biến vào, rồi tí như trường hợp mà thầy cô không, đây là cái nút thứ hai, cái nút đèn LED ở đây. Và thứ ba là cái cổng kết nối đây, đây là cái cổng này. Một là nút điều khiển động cơ, 1 với 11 đối diện nhau là luôn là cái nút điều khiển động cơ, và thứ hai là cái nút nhắn của cái đèn LED. Đèn LED là thay vì bây giờ thầy cô lập trình ở trên kia thì bên đây nó cũng có mô phỏng đèn LED luôn. Và thứ ba là cái cổng kết nối cảm biến với đèn LED luôn. Cổng 1, 2, 3, 4, 4 cổng này là dùng để kết nối cảm biến. Và ví dụ trường hợp mà thầy cô lấy những cái cổng cảm biến này nè, thì cô gắn bên kia là được, nhưng mà động cơ ngắn gắn xuống ngược một cổng này nó sẽ không nhận. Động cơ, khi mà động cơ cho xe chạy mà thầy cô lỡ thì cô gắn vô 1, 2, 3, 4, trong 1, trong 4 này nó sẽ không chạy. Còn nếu trường hợp cảm biến gắn ngược trở lên kia thì chạy, cổng A, B, A, B, C thì nó chạy. Và thứ tư là cái nút program biểu trình, là cái nút này là dùng để thầy cô để lưu lại cái chương trình mà lập trình bằng tay. Thứ năm là cái nút while. Ở while đây là cái thời gian chờ, ví dụ trường hợp thầy cô sử dụng lệnh thứ nhất chạy cho cái robot chạy về phía trước 5 giây. Rồi xong rồi sau đó xong nó dừng chương trình, là nó dừng trong vòng 1 giây là nó không thực hiện lệnh nào hết. Xong sau đó sau đúng 1 giây bắt đầu nó mới thực hiện cái lệnh tiếp theo là cái thằng Y. Thì một hồi trên các bạn mình nó cũng hiển thị trên thằng Y này luôn. Và thứ ba là cái cổng kết nối USB dưới đây. Một hồi thì cô sẽ kết nối cái này với phần mềm trên máy tính của mình để mình chép cái đọc code vào. Và thứ tư là cái nút on off, là cái nút để tắt nguồn. Còn thứ là cái nút booster này là cái nút phát ra cái âm thanh, mình sẽ lập trình kiểu dạng giống như là khi mà gặp mà nó đụng một bức tường hay một cái gì đó, một vật cản thì bắt đầu nó sẽ phát ra một cái âm thanh. Cái nút play này là để thực hiện chương trình, là cái nút để mà mình khi mà lập trình xong mình chép vào cái mặt này thì là cái mình bấm nút play thì cái chương trình nó sẽ thực hiện. Ở đây thì cô quan sát thực là cái bộ này thì nó là đây là cái cảm biến chạm, touch sensor, đây là cảm biến chạm, khi mà mình chạm vào một vật gì đó thì bắt đầu là mình nó nhận biết, thì bắt đầu mình sẽ điều khiển một robot theo hướng khác. Và cái đây là cái cảm biến đèn, thì mình thấy cái biểu tượng đèn ở bên ở trên. Còn đây là cái cảm biến hồng ngoại dùng để phát, thứ nhất là nó cũng có thể phát hiện vật, và thứ hai nữa là nó sẽ đi theo cái đường lai. Thì một hồi là em sẽ thay cái cảm biến chạm này thành cái cảm biến thành cái cảm biến hồng ngoại. Thì cô mới nãy cũng cài vô máy của các thầy cô là cái camera này rồi. Thì khi mà thầy cô mở lên thì mình sẽ chọn là cái Stem and Robotics Pro. Rồi ở đây nó sẽ có 3 phần chính. Để mở phần mềm lên luôn. Thầy cô mở sẵn cái phần mềm lên luôn các em. Thì ở đây thầy cô sử dụng là thầy cô chọn rồi giúp em.
Dạ, thì cô chọn cái rò. Thì ở đây nó sẽ có 3 phần. Thì cô thích chỗ này cũng hơn. Rồi. Nó sẽ có gồm có 3 phần. Thứ nhất, bên đây là những cái lệnh dùng để lập trình đem ra. Và thứ đây, cái khu vực này khu vực dùng để lập trình. Và khu vực này là khu vực mô phỏng. Nếu trường hợp mà thầy cô lập trình mà thầy cô không đưa cổng vào, không đưa những động cơ vào thì bắt đầu cái khi mà mình dép vào cái phần cái đoạn cái bộ điều khiển của mình anh sẽ báo lỗi. Ví dụ trường hợp bây giờ em thử cái này thôi. Cho mượn một con này chưa có cái chưa có bên đó này con 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 này cái con robot này dùng mình dùng để mà kết nối với máy với phần mềm á thì phía sau này nó sẽ có một cái cổng USB mình cắm vô. Rồi thầy cơ, bây giờ mình muốn kết nối vô á là mình bấm chọn cái mà mình kết cắm vào cái máy tính với cái robot rồi á thì ở đây nó sẽ có một cái cổng là kết nối vô USB. Nếu trường hợp mà thầy cô thấy là nó khi mà nó đạt kết nối thành công rồi nó sẽ hiển thị hai biểu tượng, một cái biểu tượng là nhận và một cái biểu tượng là nó sẽ trả ngược lại cái code về. Rồi ở đây là thầy cô em thử sẵn một cái đoạn code này. Ví dụ trường hợp bây giờ thầy cô muốn cho cái động cơ này á cho này để mà đi thẳng về phía trước là mình sử dụng cái khối lợi đây nè thầy cô. Thầy cô ơi bây giờ qua mình con cái này trước đi xong rồi một hồi chút án thầy cô. Tại bây giờ này mình cho muốn cho cái con robot đi thẳng về phía trước trong vòng bao nhiêu giây thì mình chỉnh ở đây. Ví dụ trường hợp 5 giây. Nhưng mà bây giờ thấy cô thấy rồi là bây giờ mình sẽ không chép được. Bây giờ mình chép thử vào cái này. Mình chép thử vào. Mình khi mà mình chép vào á là nó sẽ báo lỗi. Tại sao báo lỗi? Thì cô nghĩ là ủa sao tại sao mà cái động lại này đem ra rồi mà tại sao nó báo lỗi? Lý do là mình chưa có chọn cổng này. Và chọn cổng này muốn chọn được cổng này á thì bắt buộc mình phải kéo những cái bên này vô. Thì mình kéo động cơ vào cái cổng A, kéo động cơ vào cái cổng B. Khi này á là bắt đầu ở cái phần mềm của mình nó mới hiển thị lên là cái cổng AB. Rồi lúc này bắt đầu là thầy cô mới chép được vào cái chương trình của mình. Rồi là bây giờ là cái phần mềm này là nó hiểu là cái con robot này nó đi về phía trước là 5 giây. Sao con? Chép là như nào? Đẹp không? Quan sát đẹp cái xanh này. Sen. Dạ. Rồi, chuông rồi. Bây giờ em quay trở lại phần này một chút xíu. Đúng không? Thank you.
một số lệnh ở trong cái phần mềm luôn để cô quan sát. Thì thứ nhất là cái động cơ để cho nó xoay, thứ hai là cái đèn led, thứ ba là cái còi. Và cái đây, cái động cơ này dùng để là ví dụ trường hợp trên đây là mình chỉ chọn được một cổng, cổng A và cổng B thôi. Còn cái dấu mũi tên thì cô thấy là đi thẳng ngược lại qua trái qua phải là nó song song hai động cơ luôn. Ở trên đây là chỉ một thôi, ở đây là hai. Cái dấu mũi tên này sẽ là hai động cơ. Dạ đúng rồi, có nghĩa là hai bánh xe. Còn ví dụ trường hợp nếu trường hợp mà cô không sử dụng cái mũi tên này là thầy cô phải bắt buộc phải sử dụng hai cái mũi tên, hai cái biểu tượng này, hai có lệnh này. Ví dụ trường hợp bây giờ cô học được. Bây giờ là thầy cô thấy là em sử dụng cái này là cái hai cái động cơ cùng lúc là A B đi di chuyển. Còn nếu trường hợp mà em không sử dụng cái lệnh này, em bỏ thì là em bắt buộc em phải sử dụng hai cái lệnh này. Dạ đúng rồi, em phải chọn cái A cái B. Nhưng mà nếu như vậy thì bắt đầu cái động lệnh cái lệnh của mình nó lại phức tạp hơn, nó lại kéo dài ra nữa. Thì như vậy bắt đầu người ta mới sử dụng là cái lệnh này. Vậy thẳng chọn chỉ cần một lượng một luôn là hai cái động cơ. Rồi cái ở đây on for duration là cái khoảng thời gian, có nghĩa thì khi mà thầy cô chọn on for duration thì bắt buộc thầy cô phải sử dụng cái này. Cái khoảng thời gian nó đi là bao lâu? Ví dụ trường hợp mình cho cái con robot đi di chuyển về phía trước là 5 giây thì mình sửa cho đây là 5 giây. Còn nếu trường hợp mà thầy cô không muốn cho nó đi mãi mãi luôn là chọn là on forever, là bên đây nó tự động nó mất cái khoảng thời gian đi. Còn ở đây là cái dụ trường hợp mình chọn là off, đây là nó sẽ tắt động cơ luôn, nó không di chuyển gì hết. On for duration thì bắt đầu là mình đặt cái khoảng thời gian đây. Cái dụ trường hợp thầy cô đặt trong đây là 5 hoặc là 10, thì mình thầy cô thí dụ trường hợp cho nó đi thẳng bắt đầu quẹo thì thầy tính khoảng thời gian nó đi được bao lâu. Rồi ở đây đây là cái biểu tượng này, là cái biểu tượng về tốc độ, là đi nhanh chậm và cái tốc độ nhanh nhất của nó chỉ 100 thôi. Còn đây là cái thời gian mà cái nãy giống như em nói, cái từ y, cái biểu tượng y, cái y cái nãy đây là cái thời gian chờ. Ví dụ trường hợp thầy cô làm thực hiện cái lệnh này xong, bắt đầu thầy cô chờ cho nó là ví dụ trường hợp 1 giây nữa bắt đầu thực hiện lệnh kế tiếp. Và bây giờ ví dụ trường hợp là hai cái đèn, ví dụ ở đây thì cái đoạn lệnh này nè, thầy cô thấy là được là nó sẽ tương tự là có nghĩa là thứ nhất nó đi thẳng rồi bắt đầu nó mới sáng đèn và cuối cùng là nó phát âm thanh. Nhưng mà làm sao để ba cái lệnh này thực hiện cùng một lúc? Dạ đúng rồi, thì ở đây dạ đúng rồi. Đó. Đó. Khi mà thầy cô chọn quýt thì bắt đầu tất cả bắt đầu là hai cái này là sẽ chạy song song, ba cái lệnh này chạy song song là một lúc luôn. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ trường hợp thầy cô chọn áp cơ là bắt đầu là nó sẽ là bắt đầu là nó thực hiện và làm từng tự. Nhưng mà ví dụ như về xong nhưng mà để trường hợp về xong rất là đẹp. Rồi bây giờ các thầy cô thực hiện thử đi, mình thực hiện trên cái phần mềm đó. Bây giờ em sẽ quay trở lại cái bài số 3, cái yêu cầu bài số 3. Thì này là hai này la làng được nè, vừa la làng vừa cái này nè, vừa đốt nhà vừa la làng. Còn này là gì? Sao hai nó bẻo luôn đi? Em cứ để ra nó bẻo. Này 5 giây đi. Đó. 5 giây nó đủ không? Ông 5 giây xong, nó mới bắt đầu la làng chứ lúc gì. Rồi vậy đó. Bẹo chưa? À quẹo đúng không? Bây giờ thầy cô thực hiện cái bài số 1 đi, của mô hình chiếc xe này trước đi. Là cho chiếc xe này đi tới trong vòng 3 giây và các đèn sáng, các đèn led đó ở phía trước cái này nè, nó sẽ sáng lên cùng lúc. Và bây giờ thầy cô nhớ là cái đèn sáng, cái đèn phía trước nha,
cái đèn phía trước chứ không phải đèn phía sau nha. Đèn phía trước. Đèn phía trước là do cổng quyết định. Đúng rồi, cái cổng quyết định. Thầy cô gắn cái cổng nào, thầy cô gắn cái sử dụng là cái đèn, cái cổng nào thì mình lập trình là ngay cái cổng đó. Chạy bằng ví dụ 5 lần đi, cái thời gian dài hơn, quay lại chạy nữa thành rồi.
thôi thôi cái mỗi cái lại chạy liên tục năm lần ba đã chưa có phải chạy liên tục năm. Quay nha, mình muốn chế cái máy bán 100 ngàn, máy 1 tỷ. Thì cấp cấp quốc tế rồi. Xéo rồi.
thầy xét lại cái miếng lớn luôn đi thầy Bình ơi, cho nó tự hình nó đẹp luôn đi. Ừ, lấy chuẩn. Bây giờ mình nhích lại được không? Hư không? Hư không thì hư này. Mấy nét dưới, cái nét dưới là mới có màu đen, là chưa tới mặt người. Kệ okay, đại đi, nữa mình sẽ cắt theo cái đó luôn. Ra cái hình đốt gỗ, đốt gỗ, tiền, xài cái kia. Chỉ đây nè, em đảm bảo luôn, chỉ ở đây. Ủa sao? Sao mà nó chảy mép xẹo vậy? Xéo. Hả? Tại canh không ngày xéo. Gì vậy? Cái hình đấy thầy. Vậy rồi làm sao cái thấy? Thấy gà gỗ mà, thấy. Hả? Thấy. Là miếng khác nó có bị xéo. Không nghe rồi miếng đầu. Lú chán ra đó. Đúng rồi. Lú chán ra rồi. Chán qua gì? Ái hả? Ái. Ái. Đốt lú cái chán của ngái ra. Nó lú cái chán ngái ra kìa. Nghe nhìn nó nhìn nè, nó rõ rồi nè. Nó ra cái hình của, nó ra cái chớp của cô ấy rồi nè. Nè, ra cái chớp của cô ấy. Ê, cái này nhìn rõ hơn. Đúng rồi, rõ hơn. Thấy, cái này thấy. Dạ, thấy. Rõ hơn. Ồ, đẹp, dạ, nó thầy Tú. Ủa, cái bản gỗ để bị xéo không ta? Xéo. Bản gỗ để bị xéo rồi vậy ta? Kệ đi, xéo đâu sao đâu, kệ. Nhưng mẹ này nhìn nó rõ hơn. Trong rõ hơn. Thấy chữ, nhưng mà qua đây thấy chữ đó, thấy không? Hết. Rõ. Rõ. Ồ, hồi thấy chữ. Cắt laser gì nè. Đúng môn. Đúng môn luôn thì kỹ thuật công nghiệp. Để em vô cũng làm bây giờ đó, làm phà bây giờ đó. Vô là thầy chưa hướng dẫn đâu. Bây giờ làm phà luôn ha. Không chỉ ai vô nha. Học cái đó. Theo lượng khác nhau, nó cho ra màu sắc khác nhau. Nó đốt lửa đó em, đốt lửa theo tiều cường độ khác nhau, nó cho màu sắc khác nhau. Hiện ra hình mặt ở đây chưa? Mình chế ra cái này nhưng mình bán nó 1 triệu mà không.
Nhưng mà sáng tạo không đồng. Mày. Đốt mà em. Nó đốt cháy mà. Nhìn cũng hơi dạng dạng, đâu có rõ đâu. Không có rõ tại vì đúng từ đầu gần lắm mới rõ. Còn cái bên này qua rõ hơn là này đúng. Ở bên này có phải cô chụp hình của đứng hết bên này hả? Kia sẽ mờ. Như cỡ này là phần trước mà nó gần. Như thầy, như cô Thắng là được rõ. Đúng rồi, có gì sao mà đó. Thầy giác nãy đứng chụp hình đứng từ hết bên này qua. Cô Thắng nên thấy rõ. Sao? Ừ, đứng trước đó, cần camera nó phải rõ. Ồ, kế quan thầy luôn quá là nhìn rõ ha. Đi ngoan bóp nhiều đề tài nha. Đây là máy khắc laser. Rồi. Hồi nãy mà ngồi nghe cái nền trắng cái áo thầy bảy là thấy rồi. Là cái nền phía sau cái áo của chị Liễu nguyên cái dàn bông. Ủa nó phải gắn với nước vậy hả? Dạ đúng rồi cô, tại cái này nó chạy là lửa mà cô, nó tia lửa ra để cho làm mát động cơ. Này bây giờ em chơi có làm gì không? Dạ có được rồi. Cái này là cái trường hợp của khách. Chứ không phải là mình cái này chơi.